Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là sự tổn thất to lớn của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trái tim của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ Cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trang trở tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương đảng, nhà nước, chính phủ, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng, nhà nước, nhân dân ta và gia quyến tổng bí thư. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Với những người cao tuổi, những người đã về hưu, có lẽ sự ấm áp trong hình ảnh của Tổng Bí thư mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện trên TV cũng là điều họ không bao giờ quên được. Và giờ đây, khi ông đã ra đi, hình ảnh ấy cứ vẫn mãi khiến họ nao nao, trưng trưng trong lòng. Ông Hà Văn Lũng, nguyên phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Đội Cấn tâm sự. Tôi thường đại diện tổ dân phố, đại diện phường tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực quận Ba Đình. Dù là lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khá gần gũi, cởi mở, luôn trò chuyện thân tình với mọi người. Trong cuộc tiếp xúc cử tri, những câu hỏi, vấn đề mà cử tri nêu ra đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời đầy đủ, nhất là với vấn đề chống tham nhũng, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ ra những tồn tại trong công tác cán bộ. Thực tế trong thời gian qua cho thấy công tác chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nổi bật. Nhiều cán bộ, trong đó có cán bộ cao cấp, đã bị xử lý. Điều này có vai trò vô cùng to lớn của sự quyết liệt, dũng cảm của đồng chí Tổng Bí Thư. Trong lòng ông Đoàn Việt Phương, cựu chuyến binh phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản kiên trung, tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống. Đối với thói hư tật xấu và những tiêu cực, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kiên quyết đấu tranh tới cùng. Ông Đoàn Việt Phương rưng rưng tâm sự. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời để lại sự thương tiếc trong lòng nhiều người dân. Cũng là một người có nhiều cơ hội được tiếp xúc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, tôi vinh dự có một số lần được gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có trí tuệ, văn hóa, là một nhân cách lớn, luôn mong muốn đất nước có được sự ổn định, phát triển. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là con người liêm khiết, trong sạch, giản dị, gần gũi, luôn lắng nghe ý kiến những người xung quanh của nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghét tiêu cực, tham nhũng, đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nên được nhân dân tin yêu gọi là người đốt lò vĩ đại. Rất nhiều vị có chức quyền nhưng sai phạm đã bị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý nghiêm. Đây là hoạt động nhằm củng cố, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước phát triển. Ở một góc độ khác, tôi đánh giá Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có trí tuệ, lý luận và gắn với thực tiễn đúc rút thực tiễn thành kinh nghiệm để phát triển lý luận. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, đảng, nhà nước và nhân dân ta mất đi một con người trí tuệ, sâu sắc, tấm gương mẫu mực cho sự khiêm tốn, một nhân cách bình dị, hết lòng hết sức cho hạnh phúc của nhân dân. Nhớ mãi những chuyến đi công tác chung với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đang đảm nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa 12. Tiến sĩ Phan Xuân Dũng cho biết, khi đó ông là đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhiều lần được đi công tác cùng đồng chí nguyễn phú trọng được học hỏi ở người đứng đầu cơ quan quốc hội phong cách giản dị khiêm tốn thể hiện ngay ở những việc rất đơn giản tiến sĩ phan xuân dũng xúc động nhớ lại khi chúng tôi vào dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm của cố thủ tướng phạm văn đồng ở quảng ngãi chúng tôi đi bằng tàu hỏa đến sáng hôm sau đồng chí chủ tịch quốc hội cần phải phát biểu tối hôm ấy đồng chí gọi tôi sang phòng rồi chính đồng chí đọc trước bài phát biểu cho tôi nghe rồi hỏi cậu có ý kiến gì thêm không một vị lãnh đạo đứng đầu cơ quan quốc hội nhưng lại rất khiêm tốn và luôn có tinh thần cầu thị. Quả thật, khiêm tốn làm cho con người ta thêm vĩ đại và sự khiêm tốn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm nên nhân cách của đồng chí. Trong quá trình được làm việc tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tiến sĩ Phan Xuân Dũng luôn nhận thấy ở đồng chí Tổng Bí thư luôn toát ra tầm nhìn trí tuệ, phương pháp làm việc khoa học, bao quát. Thời kỳ đồng chí làm chủ tịch quốc hội, bí thư đảng toàn quốc hội. Đồng chí luôn đau đấu quan tâm làm sao đổi mới hoạt động cơ quan dân cử quốc hội để ngày càng có hiệu quả, hiệu lực. Mỗi lần diễn ra các kỳ họp quốc hội, đồng chí đều yêu cầu phải có sự đổi mới về nội dung các dự án luật, những đợt giám sát tối cao của quốc hội cũng như giám sát của quốc hội và các ủy ban. Đồng chí đề nghị phải làm sao để những công việc ấy sát với thực tiễn nhưng cũng phải hướng tới tương lai để các quy định của pháp luật phù hợp với thông lệ cũng như quá trình hội nhập quốc tế để đất nước ta tiến nhanh, tiến vững chắc với các nước. Đồng thời cùng quá trình đó, hệ thống pháp luật nước ta cũng cần được triển khai đầy đủ, cụ thể để người dân nào đọc cũng có thể hiểu và thực hiện được. Năm tháng như một đám mây sẽ trôi qua, cái còn lại là tình bạn bè, tình bằng hữu. Giáo sư Hà Minh Đức là nguyên giảng viên của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là giáo viên thời đại học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo giáo sư Hà Minh Đức, lớp K8, khóa 1963-1967, khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là một lớp rất đặc biệt. Lớp K8 có khoảng 100 sinh viên là lớp học nổi tiếng nhất của khoa Văn ngày ấy, có nhiều cá tính đặc sắc, trong đó có nhiều sinh viên làm thơ, viết văn, có những sinh viên từ nước ngoài về học. Sinh viên Nguyễn Phú Trọng ngày ấy ít nói, lặng lẽ Chăm chỉ học tập Ông Trọng luôn cố gắng làm sao để trong thời gian ấy Tích lũy được nhiều kiến thức nhất Khi tốt nghiệp Ông Trọng làm đề tài khóa luận ảnh hưởng Của thơ dân gian đến thơ tố hữu Việc chọn lựa này có ý nghĩa Vì thơ tố hữu nói nhiều về cách mạng Vấn đề dân tộc Giáo sư Hà Minh Đức nhớ lại Theo giáo sư Hà Minh Đức Lớp K8 khoa văn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Có rất nhiều giảng viên tham gia giảng dạy Trong đó các thầy Nguyễn Tài cần Đinh Sa Khánh, Nguyễn Kim Đính, Lê Hồng Sâm. Giáo sư Đức chủ yếu dạy lý luận văn học và môn Marx, Friedrich Engel, Lenin và văn học nghệ thuật. Tháng 7 năm 2023, dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự. Giáo sư Hà Minh Đức cũng đến sự kiện đó. Trên đường ông Trọng vào hội trường, mọi người đứng ra để đón, thì ông Trọng thấy tôi, liền ôm vai tôi và nói, thầy trò ta lại gặp nhau, giáo sư Hà Minh Đức xúc động. Nhớ lại những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giáo sư Hà Minh Đức cho biết, sau khi ra trường, năm 2022, lớp Văn K8 tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày ra trường và mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự. Tổng Bí thư rất hoan nghênh. Sự kiện hôm đó tổ chức tại Báo Nhân dân, phố Hàng trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và giáo sư Hà Minh Đức cũng tham gia sinh viên tụ họp về rất đông quy tụ dưới gốc đa trong khuôn viên của báo mọi người ngồi chờ thì một lúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng tới lúc đó tôi ngồi ở ghế hàng đầu cạnh gốc đa tôi đứng lên thì tổng bí thư đỡ tay tôi mời tôi ngồi xuống và nói thầy vẫn thế giáo sư hà minh đức bồi hồi nhớ lại tổng bí thư nguyễn phú trọng nhớ hết từ người trong lớp không quên một ai tổng bí thư bắt tay hỏi han rất chân tình với mọi người